Trong những năm qua, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tuổi trẻ toàn tỉnh và các cơ sở đoàn nghiêm túc triển khai, cụ thể hóa bằng các giải pháp phù hợp. Từ các phong trào đã xuất hiện nhiều gương đoàn viên thanh thiếu niên ưu tú tiêu biểu, có lối sống đẹp, khát vọng cống hiến và sức lan tỏa trong cộng đồng xã hội, trở thành những tấm gương sáng ngời của tuổi trẻ toàn tỉnh. Tôi rất là tự hào và có nhiều cảm xúc. Và đối với tôi thì học tập theo tấm gương Hồ Chí Minh là một điều rất là thiêng liêng và đáng quý. Với vai trò là một giảng viên, tôi luôn hướng dẫn sinh viên thực hành, sáng tạo ra các bài giảng số và hướng cho các em tiếp cận với môi trường số sao cho các em có thể nắm bắt được, trở thành những công dân số, những con người văn minh số trong thời đại 4.0. Bản thân tôi cảm thấy rất là vui, tự hào và tôi cảm thấy rằng mình cần phải cố gắng hơn nữa, nỗ lực hơn nữa trong công tác, trong chuyên môn cũng như là đưa công tác đội của nhà trường ngày một phát triển. Phát biểu tại chương trình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy biểu dương và chúc mừng 75 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, đồng thời đánh giá cao những kết quả đạt được của các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Tôi cũng rất mong muốn rằng các bạn trẻ hãy trân trọng, hãy tự hào và ý thức được trách nhiệm cũng như sứ mệnh mệnh của mình để tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, tác phong và sống và làm việc theo gương của Bác Hồ vĩ đại, sống trách nhiệm với bản thân và gia đình xã hội, không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên và đặc biệt là đoàn kết nhất trí, không tự mãn, không hài lòng với những gì đã đạt được và phấn đấu hết mình vì sự phồn vinh của đất nước nói chung và sự giàu có phồn thịnh của tỉnh Thái Nguyên như mong muốn của Bác Hồ khi người đã về thăm tỉnh Thái Nguyên. Trong chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức tọa đàm giao lưu với các gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, đồng thời tổ chức trao giải cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên lần thứ 15, nhiệm kỳ 2022-2027. Trước đó, đoàn đại biểu của tỉnh đoàn đã đến dâng hương báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà truyền thống tỉnh ủy nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh của Bác.